tiệm chè 40 năm của cụ ông người Hoa đắt khách đầu năm, mong cả năm ngọt ngào. Mở từ ngày mùng 4 Tết, tiệm chè bình dị của hai vợ chồng cụ ông người Hoa, đường Phó Cơ Điều, phường 4, quận 11, đắt khách từ 14 giờ đến tối. Rất đông người Sài Gòn ghé ăn chè ngọt mong cầu một năm ngọt ngào, tròn đầy và may mắn. Chiều mùng 6 Tết Nhâm Dần 2022, tiệm chè nhỏ bình dị hơn 40 năm của cụ ông 77 tuổi người gốc Hoa hút đông khách đến ăn và mua về. Bốn chiếc nồi nhôm đựng bốn món chè ngọt, đưa mùi thơm thanh ngọt trong buổi chiều Sài Gòn mát mẻ. Ông chủ tuổi cao nhưng múc chè vẫn vô cùng nhanh nhẹn. Khách đông nhưng không phải chờ quá lâu. Cách đây hơn 40 năm, ông sắm mở bán xe chè ngọt trên đường Phó Cơ Điều, P4Q11, thành phố Hồ Chí Minh, với những món chè do ông tự tay nấu. Một tấm biển thực đơn ghi rõ các món chè ngọt cả nóng và lạnh gồm các món quen thuộc của người Hoa bằng cả hai thứ tiếng. Suốt hàng chục năm nấu chè, cụ ông vẫn giữ trọn vẹn hương vị và công thức truyền thống để giữ chân khách hàng bấy nhiêu năm. Khánh Linh, 25 tuổi, quê ở Bình Dương, vừa đặt chân đến Sài Gòn, đồ đạc còn chưa kịp gỡ xuống đã tiện qua tiệm chè mua liền hai ly nhãn nhục và sâm bổ lượng trước khi về nhà trọ. Đây là tiệm chè quen thuộc của Linh bởi không chỉ gần nhà mà vị chè thanh mát rất hợp khẩu vị cô. Ăn chè đầu năm, mong cả năm ngọt ngào, quan niệm này cũng được nhiều vị khách tại tiệm chè ngọt ông Sắm chia sẻ. Hôm nay mình với mẹ mới đi chùa xong nên cũng sẵn tiện qua đây ăn cho vui. Coi như có may mắn với ngọt ngào cả năm, Kỳ Ý Hồng, quận 5, thành phố Hồ Chí Minh, chia sẻ. Ông Sắm dành nửa đời người để nấu chè. Nhưng thật khó để xe chè được nối tiếp bởi các con ông đều đi làm cơ quan. Đầu năm mới, ông chỉ mong sức khỏe để duy trì tiệm chè. Khách quen Sài Gòn có chỗ tới lui đều đặn,